thổi cơ em luộc sau, đem thịt kho với cá. Em dọn mâm, em gọi lên, đến giờ cơm út nha. Bát ở đây, bát ở kia, bát của ba với má. Bát của em, hề là chọn bữa cơm, em đem. Em mời ba, em mời má, căn nhà tranh mái lá. Một thìa canh, hai thìa cơm, thoang thoảng hương khói dơ. Rồi ăn xong, rồi em kêu, đi ngủ thôi út ơi. Quạt đưa tay, thay ngoại em hát câu ru hay. Thank you.